thiết bị sân khấu chuyên nghiệp miền Chào mừng các Bắc bác đã quay trở lại với kênh Ánh Sáng Hoàng Long. Hôm nay là ngày 24 tháng 8 2024 và chương trình khai mạc triển lãm tại Thanh Hoài đã bắt đầu. Xin kính mời các bác đang gần khu vực cũng như là xa khu vực huyện Thanh Hoài tới để tham gia triển lãm tham quan những cái sản phẩm thiết bị mới nhất của 2024. Và sau đây ban tổ chức xin trân trọng để giới thiệu đại diện ban tổ chức các nhà tài trợ sẽ lên sân khấu để nhận hoa chúc mừng đến từ các nhãn hàng, các đơn vị. Xin trân trọng kính mời. Đây là khu sân khấu chính này. Bên tay phải sân khấu thì sẽ là của Phil. Bên tay trái thì gọi là của Đáp. Và phía đằng kia sẽ là có trân trọng giới thiệu lên sân khấu đại diện công ty Lan Dương. Và đằng kia là Lai Rai. Công ty truyền thông Bảo An. SKV Việt Mới. Bên này sẽ Đại Dương 86. Ẩm thực. Lê Tường Vi. Khoa Nguyễn Y Bên. Ánh sáng AG Việt Nam. Công ty On Plus Media. Đây là phía sau. Buổi sáng hôm nay thì khai mạc có vẻ rất là ít nha các bác nhá. Mọi người đang lên chào hoa cho ngày khai mạc. Đây là sân khấu chính thôi nhá. Sau đây ban tổ chức sẽ được trân trọng đại diện thương hiệu Chất Nhôm Hà Thành lên tặng hoa chúc mừng ban tổ chức. Đây dây số 1, bên kia là 2 các bác nhé. Còn đây là sân khấu riêng nhá, toàn bộ đây là sân khấu riêng. Cái này là sân khấu chính này, sân khấu riêng này. Còn gian hàng thì sẽ là bắt đầu từ kia, từ cổng đi vào thì sẽ, cổng thì ở ngoài kia. Nhưng mà sẽ bắt đầu từ đây, hết dọc hết ra ngoài và ở đây có 3 gian nữa. 4 gian ở đây nữa, 4 gian đây. Ban tổ chức, các nhà tài trợ chính sẽ lên sân khấu để nhận hoa chúc mừng đến từ các công ty, các nhãn hàng, các thương hiệu về tham dự các bác đến tham gia chương trình triển lãm này nha các bác nhá. Hẹn gặp lại các bác ở chương trình triển lãm. Gian hàng của bên em là bên Ánh Sáng Hoàng Long sẽ nằm ở giữa khu vực này các bác ạ, giữa khu vực này. Trân trọng giới thiệu đại diện công ty Quyền Trần Event. Bye bye các bác. Công ty Lan Dương